Ồ, bây giờ mày còn kiếm người sang quán tao nữa hay chứ? Bán một đúc với bà bán ốc, tôi đang ăn tao ốc mới về từng tầng sang quán đắp. Trời ghê vậy. Ồ, má chồng nghe nói má chồng chạy ra liền nha. Mày á ám tao hoài chắc mày chầu quán tao hoài mà đứng bán bia hôn. Là nào sang quán giùm tao tốt quá, má còn. Bán giải mà nát có nước mà. Lộn là bông không? Kè kè qua nữa kìa chứ. Thôi cũng nhìn gặp gì chứ đâu là ám gì chứ đó à. Ở đó ngồi đi. Đó chị em nè. Nó lắm nè. Ngồi ơi. Cái gì chuyển nè. Chuyển gì má. Tao mua chiếc xe cho mày. Trời ơi. Ôi bách chết nghe đã rồi. Bách bách gì. Anh ơi gấp. Bách đi giả cứu về đó kêu má chồng. Lấy cúng miệng tới giờ ăn mặc vậy nó gớm chết thôi á. Nó chạy 180 luôn á. Thôi mệt quá. Nắm rồi. Nó giặt bụng đi về nhốt trong cái phòng. Hôm nay cương quý ra nói chuyện trước rồi tới mày. Không, bốn người là chị Nhiên ở ngoài quản ba người. Chị Nhiên tỉnh hơn mà nên chị Nhiên ở ngoài quản gì? Quản gì chứ với gì cậu. Lát nó qua đây các tao làm gì đốt đồng tao. Thôi bớt nóng đi chứ, bớt nóng đi. Lấy giấy nó chồng cô nó còn hỏi cô có nấm không? Trời ơi. Ủa ai gì chức coi lại hay sao hay là ai nói gì chức nghe? Cầm hả? Trời ơi cũng là bà cầm nữa. Giả tướng về giả hả? Thấy hồi nãy mẹ ăn lá dầu ngon ngon. Bà Yến Vũ bà mà. Ủa không có bà Yến Vũ chắc đói à. Ờ hay vậy. Ê anh thẳng kiếm mẹ, anh thẳng kiếm mẹ xưa bà cát này cái nè, dạ, bạn thẳng mẹ, lại đây nựng tư coi, bà chiết không còn như xưa, con người cũng thay đổi cách nhìn, bà giờ bà chiết như chi, không dạy, kìa, bà chết ra coi mặt anh thẳng nè, anh Long, Long, đi Long. Anh Âu và quận Tư. Vi Long đại ca. Vi Long đại ca. Đây là giang hồ đất cảng à. Đâu có hơn thua nhau được cái gì đâu. Đó. Giang hồ lắm. Chắc còn gà nướng này chắc. Xăm con chuột thần tài là sao đúng không? Ê, hột gà nhiều. Hột gà 15 nghìn một trứng. Bán mình sợ m***. Hỏi luôn. Nghe chưa? Cái này là bạn nhận. Ủa bà cầm. Ủa, đây bốn người đúng rồi. Gì chứ anh dậu gì sưng với con tao đâu. Trời ơi nè tôi nói bà nghe nha. Ủa, chỉ mặt tôi bà có bốn chứng đi không bà có bốn chứng mà đó tay tay nha với dậu rồi còn có là bức thư này bỏ ra mày nhớ chứ tát này cái không. Luôn. Nói em thắng. Bây giờ ở đây xúc đi. Xúc bả đi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi mượn 1 triệu. Trời ơi. Tự tin quá vậy cầm. Chắc ăn cầu đây này này tiền mua tiền nghèo quá thiếu. Không có thiếu, có quan lấy chồng ta lo đàng hoàng thôi. Mày kiếm tiền. Tôi với ông nhờ mà. Bán trứng đi. Mày nghe cà mày khoái con quay. Khoái cái kia mà. Khoái còn cũng chèo của mày. Chèm chép hả? Chèm chép của mày đó. Giấy 500 nè, ủa này 400 rưỡi. Đâu nè. Giấy 500. Rồi, có 400 rưỡi. Có 100 quá trời. 500 ngàn. 400 rưỡi được. Đó, đụng qua. Ê, mày có bán một vịt thúi không? Bán một vịt thúi. Đủ cầm đi đi, nó ngồi hoài, nó chịu đi không? À. Thôi đi, cầm đi đi. Mấy giờ ăn rồi đi đi. Thôi lấy không vịt lộn đi, đổi manh chứ không vịt lộn đi anh không ăn. Ấy cho muốn gì nữa. Lấy nó trứng vịt lộn luôn đi. À, lấy là lấy thêm chứ không vịt lộn á. Lộn còn nhiêu? 4.000. Gì? 44.000. Trời đổi gì? 45.000 hả? Vô. Lần đầu tiên bà chết bò. Lột đi cầm nóng quá à.
mà khi con đậu lấy thêm anh học cái đồng gì lộn mình lấy con nhỏ nha em. Đâu ngồi nè, em đang ngậm cái đầu của idol. Idol làm tóc đâu idol. Mày bán lẹ. Em hằng hắn mày muốn cầm ra giải quyết mày không? Ủa bà kêu tôi giải quyết rồi bà hả đánh tôi bà khỏi đi nha. Ai điểm mày nói tao á, mày nói bà Lan là mày kêu tao mua xe cho mày. Tôi kêu bà cho tôi một triệu mà không cho. Trời cho muối ăn ngay nhịn. Đây, giang hồ á. Đây giang hồ cái gì? Giang hồ, giang hồ à. Thằng Nam nó giống thẳng quá, tao muốn quýnh đề. Bà chồng có biết xét kìa. Giang chứng nè. Ba gạch mà không cho con ăn bổ dưỡng, cứ cô xét hoài à. Ghê quá. Cái này mình đăng lên trang nhất tin tức nè. Ừ. Tối tiền đi. Tin tức người giang hồ tối cổ. Mày đi lộn. Trời ơi lấy mày nha. Không biết nha này, không biết mày đưa nha. Ở đây 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 đây. Trời ơi muối, 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 muối nữa. Giờ đây muối đi vậy. Em đi kì cầm. Em đi kì cầm. Rồi đã ra hỏi ăn rồi má. Mày à. Ăn ơi. Trời ơi, còn tí quá ăn cắt trứng rồi. Em kia hiên du à, nó ăn đi chị cầm. Đó là trứng. Mà công nhận gì chức ghen ghê, chức dám cho chị cầm lột giùm luôn. Thôi rồi, mày đừng có xả lột lộn gói tiền đi. Mày giả cầu muốn cao hả? À. Mày mới được. Chạy con cá lên. Chạy con cá. Dứt luôn. Gói tiền, uống nước không? Uống nước không bao nước. Mời hả? Thôi vậy rồi. Ê, chị đi nước còn đánh chết chị. Thôi coi lối lối sớm đó chứ nghĩ sao mà nước nước nào chảy rẻ mà chết. Bà có bầu quá. Đồ. Nước nào cũng mắc má uống bò ca đi cho tiêu. Bán sớm đò bán cái gì đâu. Cho cao quá nha. Đi nước cam đi. Đi nước cam. Cây rồi nước cam cũng có ớt hả? Bà bán nước cam mà có ớt bà xé. Mẹ ơi mẹ. Phải bà mẹ. Mẹ ơi. Em yêu. Chị Đại nè, chị ô môi nè. Trời ơi cho cái ly uống cho. Mẹ. Đẹp trai gì. Mệt. Mẹ ơi. Em yêu kìa. Dứt nói gì con? Cà lạp áp 8.000 trứng á. Bãi biết con nhiều rồi, bãi biết con mà. Ăn có ăn chân gà không? Có. Có đi, có đi cho con ăn với. Lát qua kia ăn rồi, lát qua ăn ốc rồi. Bụng đi chắc là qua kia ngốc rồi, chị bụng đi. Luôn. Ba đồ. Uống nước không? Gặp ai cũng bầu. Đấy, trả nó con ho. Con ho xin sắp chào hồi nãy rồi. Chắc hỏi tôi không cần có thuốc tẩy không nha. Ăn dầu đó. Đây là hình nộm mới kia hình thử. Nước thấy vậy à. Đưa 50 cả từng nước má chồng. Còn 30 ngàn nữa áp ở đây. Em đòi sắp chết rồi. Lấy tiền trước nha chị. À đây lấy tiền nha. Trước nha. Tài khoản đây không có ít tiền đâu. Mỗi tội là thấy thương thì chết thì chết. Thì chết thương con thì con. Thương quá 59 rồi má. Em no á. Trời ơi. Không là không lộn. Con chậm. Trời ơi uống nước quả. Con cái gầm gầm quá. Chị Đại. Em xin lỗi chị Đại. Lộn tiền ghen dám uống nước gì chết luôn. Đang hút xì gà có gân hả? Ôi. Ok khéo độ. À.
ớt cái đó đắt hơn á. Đấy, có ớt tẩm mà đi lượm lòn. Được, nghề đó kiếm á. Có ớt tẩm phải có chậu chứa đó nha. Kiếm nhà chống nó đổ vô. Đồ, nhà nó quýnh thấy bà nội luôn á. Mẹ thấy mấy cũng có lượm nhiều. Ờ, người ta khổ, người ta được quyền đi lượm chứ mình sướng nhưng mà chết đâu có đi lượm lượm chai không à. Ê, gật gật chứ. Ôi, thứ dữ không à. Trời luôn ha. Lấy nó đi nữa. Ôi, bà. Ô, bà răng mãi đâu hết rồi. Nhổ sạch hết luôn. Giờ không được trồng luôn. Còn gì chức may mắn đi. Thôi à, bác sĩ vô mới nhổ cây răng nó với quý đi luôn. Đồ. Hai đứa ổng đứa là gắn dằn. Phút bấm hả? Phút bấm hả? Giao lưu không? Trời ơi, bà giao lưu uống cái gì vậy? Bà uống cái gì bà khoa tùm lum kìa. Đẳng cấp mới uống nước đó. Còn nó siêu đẳng cấp là uống có một lần thôi à. Cái đấy là nhiều lần khoa mới được. Đúng không? Mày gửi cái ly coi có trà bông có bảy nha. Giờ tủ mẹ nó tủ dưới không mà. Mà uống vô cái đã ôm sùm luôn. Uống vô trà bông nó bảy chịu. Cất vô lên. Ủa nãy nước cam giờ thành nước gì không trời. Nước nho của tập bộ. Trời ơi bánh chế kìa. Má. Cái này mà cho nhiều đá mới đúng ít đá nữa. Tại vì sưng pha đặc quá. Còn cái pha thương con nó pha đặc á, còn không thương. Cái pha loãng ra xíu. Người ta có. Ê, hôm bữa gặp Tem Vũ Thương Phương mới hôm qua hôm kia thì á, ở bên ốc ốc ngon á, bên cầu quận 5 á. Bà chết giờ rời băng giang hồ rồi không vào được. Giang hồ đất cảng bây giờ đi tùm lum hết à. À trả đây chiếc 50 nè. À đưa từ nước trả đây. Kìa, ai chai nước cầu đi nó. Tưởng đưa cho con bò rồi con chứ. Con cũng không con không lại làm quen mất năm chứng. Nhóc. Nhóc. Cho mời nghỉ. Mày đấy, tiền tao mày còn xin. Trời ơi, cho ăn rồi giờ còn xin nữa gì cầm ơi. Trời ơi, con này bại não quá. bại người yêu quá. Thất bại tại người yêu. Kiếm nào giả cho nó rồi. Già rồi à, vậy thì còn đú đợn làm gì. Già giờ con đâu có, không có. Mà đâu có nói vậy. Bà chết từng gai không à. Không phải, ăn phần thủ thừa đi. Già ăn phần đông cường đi, đừng ăn phần thủ thừa. Ngàn đi. Tiền dư thiếu gì. Ờ, cái gì vậy. Bà cùng quá, ai nhiều 30 bà đưa cô nheo. Bà gạch đỉnh liều mạng nha. Thôi cho con 10.000 đấy đi, con trả bù. Để em, anh trực quản đâu. Thôi mang cái máu quét ra đây cho anh. Trời ơi, mặt đẹp trai bán nhiêu cộng chồng à. Chuyện. Nay sao cô gặp núi đồng không vậy trời, đéo con ngài. Con có cô cậu lòng. Cái gì bà cạo lông hả? Ừ. Ghê quá à. Chồng suối cạo nó cạo đồ nên ta mới ăn hột gà. Cái đâu ăn hột lộn. Lộn có lông nữa. Ăn hột lộn mới mọc lông lại. Thôi mày đừng gặp mặt tao ở đây nha. Ngộ quá, ngồi nào gặp là tao cống tiền. Đâu có cống đâu, đây là yêu thương mà. Cống là mày cống 2-3 triệu, đâu có cống mấy chục ngàn. Cống thấy mà lại nó téo quần chị luôn mà. 35.000 nước à? Căng nha. Mày ăn nhiều bụng nhiều cá mà mình đâu căng. Eo mình phải eo cái hẹp thôi chứ làm sao. Nghèo eo hẹp thì phải chơi cho nghèo eo hẹp. Trời ơi đi chưa. Ngồi ngoài vậy trời. Giờ ông cầm con quán cho bà đi bán nhiều bao tiền thôi trời. Bà bị mất bò. Mời đại ca. Lấy kêu không mà. Không. Mới bỏ mà. Đâu có mới bỏ, mới bỏ vào túi gì đâu, mới bỏ. Đũa đâu, nó không có đưa đũa muỗng à. Mặt ở ác quá, người ta không đưa muỗng. Không có ác, đi từ thiện nhiều lắm rồi. Chơi gì với gì? Chết, nhận gái chết. Ôi,
mày cho tao nào cũng giống mày con Hương đi. Lộn cái bàn hả? Tao nào cũng mày chở tới giờ mà cứ nhìn tao con. Dạ nó anh thẳng, tôi dạ cho anh thẳng, thật luôn. Không ghé anh đó. Quay lắm. Vậy cái chuyện ngồi ăn hết trơn luôn. Lọc lọc. Khác nữa không lọc. Trời ơi là trời. Để em mắm tay. Mắm ngọt nha. Ừ mắm mà hết rồi. Ôi em ôi tụi thiệt đi. Ấu à. Dạ. Đây bà làm sao? Bà giang hồ đây hả? Tôi giang hồ tất cả. Ăn đi để ngủ trời ơi. Không mẹ. Ngồi. Bà không có đánh trống nặng. Hôm nay bà tròn lộ cả. Ngày ba gặp tôi đứng giờ. Hả? À, ăn được. Cái đồ lông đao về giúp. À, cái này là thọt vô bụng chữ đ**. Mày cái này quá. Giúp ghê quá. Ủa, vô luôn đây. Chỉ cái đầu chấm là nước kìa. Nó đó. Tâm coi đứa nặng là mê nó đó. Chẳng chết nó còn gái á. Chưa có vợ chồng. Ủa, quả cái miệng gì chứ cái gì cũng nói được hết á. Còn mẹ ăn cái cá đó là hai bên mép của nó đó. Mày nhớ quá. Đúng ta đúng 10.000. Ý là lấy 10.000 rồi bà nói lại. Nói đúng 10.000. Anh nói là mẫu rồi. Mẹ thắng này mày gặp tao và thắng tao. Thắng 7 mày gặp nữa không? Có bà cô hồn đâu gặp bà. Thắng 7 cũng có hồn lớn lắm á. Hỏi bà về chồng coi. Thiệt cúng ở đây nè. Bà cúng ở đây 6 triệu. Bà đưa trước con bà về chồng chưa quăng. Cái bà về chồng nằm dài giữa đâu. Nằm há mồm hả? Ừ. Đúng rồi nằm há mồm. À. Trời ơi. Ê mẹ há cái họng nó giống cái lộ nó. Phiền dứt quá trời. Cái gì cũng nói được. Bởi vậy leo vàng quá trời mà. Mày lại ngó 5 chín rồi, giờ ngó 3 chín dần nữa. Mày đòi hỏi đủ hỏi cái gì? Chồng có mê trai. Bà kém bà nè. Bây giờ chồng có mê trai. Ai vậy? Đang hồ á. Đừng có đùa. Bà sẵn ca vai trên. Trời ơi, bà bán bún, bà cho nó bún nhiều quá. Bóp dưới gì đâu, bóp trên được, bóp dưới. Ai vậy? Đang hồ. Chắc cái giang hồ này chắc. Đang hồ đất cạn. Ê. Còn cái mù á mà mù rùa hả? Mù rùa thấy mù nó mặt lắm. Nói mình tin nồi. Mù nó mặt lắm á. Mù này còn ngon hơn nè. Ghê quá. Uống nước chứ. Bà ơi bà gom tô nè. Thằng này nó khùng nó đập bể dĩa bể tô đó. Cái gì? À bậy á, cái đó bậy á, cái đó bậy lắm á. À đây cũng bậy không, thử dữ không á. Anh thịt bà luôn á. Dắt nó đi bán. Rồi thịt rồi không bán. Rồi chợ nhưng mà tôi bán. Mày dắt nó đi bán gà dạ, đà, gà đi mà nói vậy nè. Quét mề dâm me đi. À kìa má. Ai nói cho mày nghe. Rồi dạ, sáng mới quýnh hưng bằng dép á. Ăn vụ gì ăn cho nè. Bà đang hồ quá. Ở nơi quay có cắt là chèn toàn gà. Tổ à. Trời ơi ông hút thuốc rồi chứ. Bức nó thì già cũng dây luôn. Thằng này nó quay coi nó dụ coi nói rồi nó quay. Ê mày khổ giống nó già. Đâu đây. Thuốc vợ đi. Anh bay quay hoài nha. Không có mẹ đó. Thông sải cà hả? Thông sải cà. Gom câu chén đi chị ơi. Mày nó khùng đặc bể á. Có bà chết khùng chứ ai khùng. Nà cái ghế vô đầu bây giờ á. Ủa mày gan quá. Tao thấy mày viên cầm gan ghê đó. Kiếp giang hồ anh à. Công tử giàu sang. Kiếp giang hồ em là gái làng trời. Mày cho nó quay hả? Ngu quá tụi mình đám tồn chơi cho nó quay. Vui mà. Rồi hát tiếp đi. Kiếp giang hồ cô chết công tử giàu sang. Kiếp em là gái làng trời vui tươi.
Ừ, nãy nói kiếp đi, nói kiếp, nãy nói gì chứ. Giang nhưng em không thích là một sàn. Nhà bộ. Anh có dùng cò bay tặng cánh. Nhà em có chim cành cánh bài cà. Hai thằng chó đẻ là nó canh quay đi cho. Đi ơi gặp bạn. Đâu có liên quan. Ý này chức đang thèm ốc, nhất rồi đi ăn ốc. Thèm trai chứ thèm ốc cái gì. Cái mặt này trời ơi, cầm mày dắt chồng mày về chứ không mà để đây về cầm. Mày giỡn mặt tao hả cầm? Nè, bạn nó bậy ra tôi hút bà. Trời ơi, chồng nó đây nó không dắt về để đây làm chi gì. Thôi quên nữa, chồng Quỳnh nè. Nói chuyện gì nói đó, nó đó. Bà quýnh đi bà, bà quýnh đi, tôi chịu. Đó, ông Quỳnh nè, nó nói nó quân mày suốt đời bận. Cái gì cũng nói được chứ. Đây gọi là răng mùi đất mõm. Quỳnh nói bó. Chuyện nó một tiếng đi rồi lên. Lỡ nó lấy mày có bầu liếm dĩa rồi. Dính nói chuyện tục quá chứ rồi. Đi chứ. Hai thằng quay quay. Hai thằng bay quay hoài. Mày kỳ quá, cho ăn đầy đủ rồi. Đủ 10 ngàn lên rồi. Lên nước thì phí quá. Đem heo xin cái bịch đi. Bỏ vô quần này. Xin em miếng trà bỏ vô cho đỡ ngọt. Quỳnh à. Quỳnh nói gì nói đi. Để về. Anh gọi hôm nay bà chết đo hết rồi. Anh hẳn khỏa nha, Quỳnh thấy khỏa nha. Đó đẹp trai ghê không?